Chương 36 Ngã Ba Đường Cụ Trâm đo, đo đứng lên Cụ nhìn đâm đâm xuống Party một hồi Trên mặt lộ vẻ ghê tởm Rồi cụ dơ cao cây đũa phép một lần nữa Và từ đầu đũa bay ra những sợi dây thần Tự động trói quanh người Party lại Và siết chặt hắn Cụ quay lại giáo sư Mark Nivera, phiền bà ở đây canh giữ hắn để tôi đưa Harry lên lầu được không? Giáo sư McGonagall đáp, tất nhiên là được rồi ạ. Trông Trong bà có vẻ muốn ói, như là vừa trông thấy ai đó bị bệnh vậy. Tuy nhiên khi rút cây đũa phép ra và chỉ vào Party Fruit thì bà không run tay chút nào hết. Severus, cụ Dumbledore quay sang thầy Snape. Anh làm ơn gọi bà Bumfrey xuống đây chúng ta cần đưa anh Alastor Moody vô bệnh thất. Rồi anh ra sân tìm ông Cornelius Fudge và đưa ông ta tới đây. Chắc chắn là ông ta muốn tự mình xét hỏi tên Brood này và nói với ổng là tôi sẽ ở trong bệnh thất chừng nửa tiếng đồng hồ nếu như ổng cần gặp tôi. Thầy Snap im lặng gật đầu và lẹ làng ra đi. Cụ Dumbledore dịu dàng hỏi Harry, con sao rồi? Harry ngồi dậy và lại thấy choáng váng nó đã quên mất cái chân bị thương của mình trong suốt thời gian lắng nghe bruce nói và bây giờ cái chân lại phát đầu quá xá cỡ nó cũng nhận ra là nó đang run lẩy bẩy cụ chandra cho đỡ lấy cánh tay nó và dìu nó đi ra ngoài hành lang tối om thầy muốn đưa con lên văn phòng thầy trước harry cụ nói nhỏ khi cả hai vừa quẹo qua một hành lang khác chú sirius của con đang đợi ở đó Harry gật đầu Nó cảm thấy người nó như lân lân Và tê dại đi Nhưng nó chẳng hề lo lắng Mà thậm chí còn thấy mừng nữa Nó không muốn phải nghĩ tới bất cứ thứ gì đã xảy ra Từ khi nó rờ vô cây cúc tam pháp thuật Nó không muốn suy nghĩ gì Về những chuyện đã qua Hay còn sống động Và rõ ràng như những tấm hình chụp Không ngừng lóe lên trong đầu nó Thầy Muti mắt điên nằm trong rương Đuôi trùng nằm vật ra trên mặt đất ôm cánh tay cục Voldemort hiện lên từ kế vạt trong làn hơi nước Sir chết Sirius nhờ đưa xác anh về với cho cha mẹ thưa thầy Harry lúng túng ông à, bà Dickory đang ở đâu ạ à? họ đang ở bên giáo sư Root cụ Chandra nói giọng của cụ hết sức bình thản trong suốt thời gian thẩm vấn Party Root giờ đây thoáng một chút nghẹn ngào Bà ấy là giáo viên chủ nhiệm nhà của Cedric và bà biết rõ ấy rõ nhất. Họ đã đi tới cái máng xối bằng đá cụ Tumbledo đọc mật khẩu cái máng tránh sang một bên và cụ cùng Harry bước lên cái cầu thang xoắn ốc để tới cánh cửa bằng gỗ sồi. Cụ Tumbledo đẩy cửa vô chú Sirius đang đứng đó mặt của chú trắng bệt và hốc hác như hồi chú vừa mới vượt ngục Azkaban. Chú bước nhanh tới bên Harry Harry, con không sao hả? Chú nghe nói, chú nghe như là đã xảy ra chuyện gì vậy Harry? Hai bàn tay chú rung lên khi đỡ Harry ngồi xuống cây ghế phía trước bàn giấy. Chú dục hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy Harry? Cụ Tom bắt đầu kể cho chú Sirius nghe tất cả những gì mà Party đã nói. Harry chỉ nghe lơ mơ, nó mệt quá. Từng đốt xương trong người nó đang đau nhất, nó chỉ muốn ngồi đây, đừng ai hỏi han gì hết hàng tiếng đồng hồ cho tới khi nó ngủ thiếp đi và không phải nghĩ ngợi hay lo lắng gì nữa. Có một tiếng vỗ cánh nhẹ, con phượng hoàng Edgar rời khỏi cành cây của mình, bay ngang qua phòng đến đầu trên đầu gối Harry. Chào Focus, Harry nói nhỏ, nó vuốt ve bộ lông đẹp màu đỏ thấm ống ánh vàng của con phượng hoàng. Còn Focus, chớp mắt thanh thản ngước nhìn nó có cái gì đó thật dễ chịu Tỏa ra từ con phượng hoàng ấm áp này Thầy Tâm ngừng nói Thầy ngồi xuống sau bàn giấy Đối diện với Harry Thầy nhìn nó Còn nó thì tránh ánh mắt của thầy Thầy sắp hỏi han nó đây Thầy sắp làm cho nó nhớ lại mọi thứ Thầy Tâm nói Harry Thầy cần biết chuyện gì đã xảy ra Khi con cầm cái khóa cản Ở trong mê lộ Chúng ta có thể để tới sáng được không thưa thầy? Chú Sirius nói giọng khàn khàn. Chú để tay lên vai Harry. Để cho nó ngủ. Để nó được nghỉ ngơi ạ. À. Lòng Harry tràn đầy biết ơn chú Sirius. Nhưng cụ Tumblr thì không để ý gì tới điều chú nói. Cụ nghiêng người về phía Harry. Hết sức miễn cưỡng, Harry ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt xanh của cụ. Cụ Tumblr dịu dàng nói nếu thầy nghĩ rằng thầy có thể giúp đỡ con bằng cách đưa con vào một giấc ngủ tuyệt vời và cho phép con để tới ngày mai mới phải suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra tối nay thì thầy đã làm vậy nhưng thầy còn biết rằng gây tê có thể làm giảm đau được một lúc nhưng sau đó sẽ càng đau đớn hơn con đã từng tỏ ra can đảm hơn cả sự mong đợi của thầy thầy yêu cầu con một lần nữa chứng tỏ sự can đảm của mình thầy yêu cầu con kể lại cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra. Con chim phượng hoàng hót lên một khúc hát ngân nga du dương. Khúc nhạc ngân lên trong không trung và Harry cảm thấy như có một giọt nước gì nóng nóng trôi đi từ cổ họng xuống bao tử, làm người nó nóng lên, làm nó thấy khỏe khoắn lên. Nó hít mạnh vào và bắt đầu kể lại. Khi nó nói tất cả những gì mà nó đã thấy trong đêm dường như hiện lên trước mắt nó. Nó đã thấy Voldemort hồi sinh từ mặt nước thuốc phát sáng. Nó đã thấy bọn tử thần thực tử đồn thổ hiện lên giữa những nấm mồ xung quanh. Nó đã thấy xác của Cedric nằm trên mặt đất bên cạnh cây cúc. Bàn tay của chú Sirius vẫn nắm chặt vai của Harry. Một vài lần chú định nói gì đó, nhưng thầy Dumbledore đưa tay ngang lại harry rất mừng khi thầy làm vậy vì nó thấy bây giờ tiếp tục nói thì dễ hơn lúc mới bắt đầu nói ra được thật là nhẹ nhõm nó cảm thấy hình như có chất độc nào đó trong người đang được rút ra nó càng quyết tâm phải nói tiếp nó còn nghĩ rằng khi nói xong hẳn nó sẽ thấy dễ chịu hơn thế nhưng lúc harry kể tới đoạn đuôi trùng đâm con dao găm vô cánh tay nó thì chú Cyrus bật ra tiếng kêu giận dữ Còn cụ Jumlador đứng phát lên khiến Harry giật mình Cụ Jumlador đi vòng quanh cái bàn và bảo nó chuỗi tay ra Harry chỉ cho hai người coi cái chỗ áo bị rách và vết thương bên dưới Harry nói với cụ Jumlador Hắn nói là xài máu của con sẽ làm hắn mạnh hơn máu của bất cứ người nào Hắn nói là hắn cũng sẽ có được sự bảo vệ mà má con đã để lại trong con. Và hắn nói đúng, hắn đã chạm được vô người con mà không hề hấn gì hết, hắn đã rờ mặt con. Harry cảm thấy như thoáng qua trong mắt thầy trong rơ ro, có cái gì đó giống như là vui mừng hân hoan Nhưng ngay sau đó, nó chắc là mình chỉ tưởng tượng mà thôi, bởi vì khi quay lại cái ghế phía sau bằng giấy, thì trong thầy lại già và mệt mỏi như hồi nào tới giờ. Thầy vừa nói vừa ngồi xuống trở lại. Khả lắm Voldemort đã vượt qua được trở ngại đặc biệt này. Harry, tiếp tục đi con. Harry tiếp tục. Nó kể tỉ mỉ Voldemort trồi lên từ cái vạt ra sao. Thuộc lại tất cả những gì nó có thể nhớ được từ lời nói của Voldemort nói với bọn tử thần thần tử. Rồi nó kể Voldemort đã cởi trói nó, trả lại nó cây đũa phép và chuẩn bị đấu tay đôi như thế nào. Nhưng khi tới đoạn có một tia sáng vàng đã nối cây đũa phép của nó và của Voldemort dính lại với nhau, thì cổ họng của nó nghẹn lại. Nó ráng kể tiếp, nhưng trong đầu nó tràn ngập những bóng ma trồi ra từ cây đũa phép của Voldemort. Nó như thấy Sirius hiện ra, rồi một ông già, Beta bà nó, má nó. Hai cây đũa phép dính lại với nhau. Chú Sirius hỏi, phá tan sự im lặng chú nhìn harry rồi lại nhìn cụ chăm tại sao vậy harry ngó lên cụ chăm trong cụ có vẻ thích thú cụ lẩm bẩm priori incantatem chú thích có nghĩa là những câu thần chú từ trước tới nay hết chú thích cụ đăm đăm nhìn vào mắt harry cứ như là giữa cụ và nó có một sợi dây đồng cảm vô hình nào đó chú sirius kêu lên thảng thốt Hiệu quả bùa chú đảo nghịch hả? Chính xác. Cụ Trâm Đa Đo đáp. Hai cây đũa phép của Harry và Voldemort có cùng một nguồn gốc. Mỗi cây có một lông đuôi ở cùng một con phượng hoàng. Cụ chỉ vào con chim màu lửa đang đậu yên lành trên đầu gối Harry. Nói thêm. Mà thực ra là chính con phượng hoàng này. Harry sửng sốt hỏi. Cây đũa phép của con làm từ cái lông của con Wokessa. Cụ Trâm Đa Đo nói. Phải. Ngay lúc con ra khỏi cửa hiệu của ông ấy 4 năm về trước, ông Ollivander đã viết thư báo cho thầy biết là con đã mua cây đũa phép thứ hai. Chú Sirius hỏi: "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi hai cây đũa phép anh em gặp nhau?" Cụ Templedor nói: "Chúng sẽ không chịu nghe theo lệnh để chống lại nhau, nhưng nếu chủ của hai cây đũa phép buộc chúng đánh nhau thì cũng ít khi có hiệu lực." một trong hai cây đũa phép sẽ bắt cây kia phun ra tất cả những lời nguyền mà nó đã thực hiện theo chiều ngược lại. Đầu tiên là lời nguyền mới nhất rồi lần lượt tới câu tiếp theo sau. Thầy nhìn Harry như dò hỏi và Harry gật đầu. Và có nghĩa là... Thầy nói chậm rãi, mắt thầy vẫn nhìn Harry. Một hình thức nào đó của Sirius đã được tái hiện. Harry lại gật đầu. Chú Sirius kêu lên. Laurie sống lại." Cô Chocho nói chắc nịch. "Không có câu thằng chú nào có thể làm người chết sống lại, tất cả những việc đã xảy ra là một thứ tiếng vang dội ngược, một cái bóng của Sirius khi còn sống có lẽ đã thoát ra từ đầu đũa." "Thầy nói có đúng không Harry?" Harry nói, giọng nói bỗng nhiên lại run rẩy. "Anh nói chuyện với con, anh Sirius dù là bóng ma hay cái gì đi nữa, anh đã nói chuyện được với con." Cụ trong nói Đó là một hồi vọng của hình dạng và tính cách Sarit không bị mất đi Thầy đoán là có những hình dạng khác cũng xuất hiện những nạn nhân trước đó của Voldemort Cổ họng khô đắng Harry nói Một ông già Bà Beta Jorkins Và... Cụ trong ân cần hỏi Bà má của con phải không? Harry nói Dạ, phải Chú Sirius ôm chặt vai Harry đến nỗi nó cảm thấy đau. Cụ Tom Đa Đo gật đầu. Những vụ sát nhân cuối cùng mà cây đũa phép đã thực hiện theo thứ tự đảo ngược dĩ nhiên sẽ còn nhiều oan hồn xuất hiện nữa nếu còn duy trì sự kết nối của hai cây đũa phép. Tốt lắm Harry, những hồi vọng đó, những oan hồn đó, họ làm gì? Harry miêu tả cách thức những bóng ma đó hiện ra từ đầu đũa và gào thét quanh rìa cái vòm lưới vàng. Voldemort đã tỏ ra sợ hãi những bóng ma đó như thế nào, cách thức các bóng ma của ba nó đã dạy bảo nó phải làm gì và cái bóng ma của Sirius thốt lên nguyện vọng cuối cùng. Tới đây, Harry không thể nói tiếp được nữa. Nó quay lại nhìn chú Sirius và thấy chú vùi mặt vào cả hai bàn tay. Harry đột nhiên nhận ra là con phượng hoàng Wokest đã rời khỏi đầu gối của nó con phượng hoàng đã chấp chới bay xuống sàn nhà nó đang tựa cái đầu xinh đẹp của nó lên vết thương của harry và những giọt nước mắt như hạt trai của con phượng hoàng rơi xuống vết thương do con nhền nhện khổng lồ gây ra trên chân harry vết thương biến mất da dường như liền lại ngay tức khắc chân của harry bỗng chốc lành lặn như thường khi con phượng hoàng cất cánh bay lên không trung và đậu trên một chạc cây vàng gần cửa, cụ Dumbledore nói. Thầy nói lại một lần nữa, con đã chứng tỏ lòng can đảm hơn mọi thứ mà thầy đã trông mong ở con trong đêm nay Harry à. Con đã chứng tỏ được sự dũng cảm tương tự như những người đã chiến đấu với Voldemort đến chết khi hắn đang ở trên đỉnh cao quyền lực của hắn. Con đã gánh nặng trách nhiệm của một pháp sư trưởng thành trên vai và đã chứng tỏ con ngang vai bằng sức và giờ đây con đã cho thầy quyền kỳ vọng nơi con Con sẽ đi với thầy đến bệnh thất Thầy không muốn cho con về phòng ngủ đêm nay Một liều miên dược được chút bình an Sirius, anh có muốn ở lại với cháu không? Chú Sirius gật đầu và đứng dậy Chú biến hình thành một con chó đen bự chản Và đi cùng Harry với cụ Dumbledore ra khỏi văn phòng cụ Họ cùng nhau đi nhanh xuống cầu thang đến bệnh thất khi cụ Dumbledore đẩy cánh cửa bệnh thất ra, Harry nhìn thấy bà Weasley, Pew, Ron và Hermione đang tụ tập quanh một bà Pomfrey hết sức bối rối. Có vẻ như mọi người đang đòi được biết Harry ở đâu và chuyện gì đang xảy ra cho nó. Harry bước vào với cụ Dumbledore và con chó đen. Tất cả những người kia đều nhào tới vây quanh nó. Bà Weasley thốt lên một tiếng thét thật là nghẹn ngào. Cháu Harry, ôi cháu Harry. Bà Weasley hấp tấp chạy về phía Harry, nhưng cụ Dumbledore đã đứng chặn trước mặt Harry. Cụ giơ một bàn tay lên, tỏ dấu can ngang nói. Bà Mully à, hãy nghe tôi nói một chút. Đêm nay Harry đã trải qua một thử thách khủng khiếp, cháu vừa kể lại cho tôi nghe. Cái mà cháu cần nó là bây giờ một giấc ngủ, một sự bình yên và yên tĩnh. Cụ nhìn quanh Ron, Hermione và cả Bill nữa, nói thêm. Nếu như tất cả các con muốn ở lại với Harry thì các con có thể ở lại, nhưng thầy không muốn các con chất vấn Harry nhiều quá. Hãy đợi cho đến khi nó sẵn sàng trả lời và thầy chắc không phải nổi trong đêm nay đâu. Bà Weasley gật đầu. Bà đã tái nhợt không còn thần sắc nữa. Bà quay lại suýt Ron, Hermione và Pew như thể tụi nó đang ồn ào. Bà nói khẽ. Các con nghe chưa? Harry cần yên tĩnh. Bà Pomfrey trừng mắt nhìn con chó đen bự chán giả thân của chú Cyrus. Bà hỏi Thưa ông hiệu trưởng, cho phép tôi hỏi Cụ Tâm la Trò nói một cách giản dị Con chó này sẽ ở lại đây với Harry một lát Tôi đảm bảo với bà con chó này đã được huấn luyện hoàn toàn thuần thục Harry à, thầy sẽ đợi con khi con lên giường nghỉ Harry cảm thấy biết ơn khôn tả đối với cụ Tâm la là cụ đã yêu cầu những người khác đừng hỏi han gì nó. Không phải là nó không muốn những người khác ở đó, nhưng nghĩ tới chuyện phải giải thích lại tất cả mọi việc, làm sống lại mọi chuyện một lần nữa là nó không thể chịu đựng nổi. Cụ Tumbledo nói, Thầy sẽ quay lại thăm con ngay Harry à, khi thầy gặp ông Fugo xong. Thầy muốn con ở lại đây cả ngày mai cho đến khi thầy đã nói chuyện với cả trường. Cụ Tumbledo rời khỏi bệnh thất khi bà Bromfrey dẫn Harry lên một cái giường gần đó. Nó gặp thầy Muji thiệt đang nằm bất động trên một cái giường ở cuối căn phòng. Cái chân gỗ của thầy và con mắt phép được đặt nằm trên cái bàn bên cạnh giường. Harry hỏi, Thầy có sao không cô? Bà Pomfrey đưa cho Harry bộ đồ ngủ và đỡ nó lên giường. Bà nói, Ông ấy sẽ sớm bình phục lại thôi. Harry cởi áo chùng ra, mặc đồ ngủ vào và chui vô giường nằm. Ron, Hermione, Peel, bà Weasley và con chó đen đều kéo đến bên tấm bình phong và tự kiếm chỗ ngồi xuống trên những cái ghế đặt cả hai bên giường của Harry. Ron và Hermione đều đang nhìn nó với vẻ gần như cẩn trọng, như thể sợ nó vậy. Nó bèn nói, Mình không sao hết, chỉ mệt thôi. Mắt bà Weasley nhòa lệ khi bà kéo lại khăn trải giường một cách không cần thiết. Bà Pomfrey hồi nãy vừa lao ra khỏi phòng bệnh về văn phòng của bà, giờ đã trở lại với một cái chai nhỏ đựng một thứ thuốc màu tím và bà cầm theo một cái ly. Bà nói, Con cần uống hết cái ly này, Harry à. Đây là thuốc ngủ không chim bao. Harry cầm cái ly và uống vài ngụm. Nó cảm thấy buồn ngủ ngay. Mọi thứ xung quanh nó dường như lung linh mơ hồ những bóng đèn tròn trong bệnh thất dường như nhấp nháy với nó một cách thân tình qua lớp màn buông qua giường. Thân thể nó dường như đang càng ngày càng lúc chìm sâu hơn vào sự ấm áp của tấm nệm lông. Trước khi nó uống hết liều thuốc ngủ, trước khi nó kịp nói một lời nào, thì sự mệt mỏi kiệt sức đã đưa nó vào sâu trong giấc ngủ. Khi Harry thức dậy, cảm thấy rất ấm áp và còn rất buồn ngủ cho nên nó không mở mắt ra mà chỉ mong tiếp tục nhắm tịt mắt mà ngủ tiếp. Căn phòng bệnh được chiếu sáng mờ mờ, nó chắc vẫn còn là ban đêm và nó còn có cảm tưởng là nó vừa chập mắt không lâu lắm. Rồi nó nghe tiếng người thì thầm chung quanh nó. Họ mà không chịu nín bớt thì họ làm Harry tức dậy cho mà coi. Họ họ hét chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn chuyện gì xảy ra nữa sao chứ? Harry lờ đờ hé mắt ra Ai đó đã gỡ cặp mắt kiến của nó ra Nó chỉ nhìn thấy đường nét lờ mờ của bà Weasley Và anh Bill bên cạnh Bà Weasley đã đứng bên Bà thì thào Nghe như giọng ông Fugle Giọng kia của bà McGonafran đúng không? Nhưng mà họ đang cãi nhau về chuyện gì vậy? Bây giờ Harry đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã Người ta đang la hét và chạy về phía bệnh thất Ông Cornelius Fugle la lớn Thật đáng tiếc Bà Nivera nhưng cũng vậy thôi Giáo sư McGonagall gào lên Lẽ ra ông không bao giờ Nên đưa cái thứ đó Vô tòa lâu đài Khi cụ Thunderdore biết được Harry nghe cánh cửa bệnh thất Bị mở tung ra Những người đúng chung quanh giường Harry Đều trừng mắt nhìn ra cửa Anh Bill kéo vội tấm màn Quanh giường Harry lại Và từ lúc không ai chú ý đến nó Harry ngồi dậy kiếm cặp mắt kiến đeo vô Ông sải bước chân Đi thẳng vô trong bệnh thất Giáo sư McGonagall và thầy Snape đi theo ông sau gót. Ông Fugle hỏi bà Weasley, Cụ chăm đâu? Bà Weasley nổi giận, Cụ không có ở đây, đây là bệnh thất thưa ông bộ trưởng, chẳng lẽ ông không thấy là... Nhưng cửa lại mở ra và cụ chăm đi nhanh vào phòng bệnh. cô nhìn hết ông Fugle đến bà McGonagall đanh giọng hỏi, Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao các người quấy rầy những người này ở đây? Bà Minerva, Bà làm tôi ngạc nhiên đấy Tôi đã yêu cầu bà canh chừng Party Fruit Giáo sư McGonagall rít lên the thẻ Thưa cụ Dumbledore Chẳng cần phải canh gác hắn làm gì nữa Ông bộ trưởng đây đã giải quyết xong rồi Harry chưa bao giờ thấy giáo sư McGonagall Mất bình tĩnh đến như vậy Trên má của bà nổi lên những bớt đỏ giận dữ Và hai bàn tay của bà Thì nắm lại thành nắm đấm Và bà đang rung lẩy bẩy vì tức giận Thầy Snape bằng giọng nhỏ nhẹ giải thích. Khi chúng tôi báo cho ông Ford biết là chúng ta đã bắt được gã tử thần thực tử gây ra những vụ việc hồi tối nay, ông ấy dường như cảm thấy an ninh cá nhân của ông có vấn đề. Ông khăng khăng triệu tập một giám ngục Azkaban đến, đi cùng với ông tới tòa lâu đài. Ông đã đem tên giám ngục đến văn phòng nơi Party Fruit bị canh giữ. Giáo sư McGonaghan trào ra Tôi đã nói với ông là cụ Trâm Trò Trò sẽ không đồng ý chuyện này. Tôi đã bảo ông là cụ sẽ không bao giờ cho phép giám ngục Áp Ban đặt chân vô bên trong tòa lâu đài. Nhưng... Ông Phu gầm lên. Trong ổng còn giận hơn nữa. Harry chưa bao giờ thấy ổng giận như vậy. Thưa bà kính mến, với tư cách là bộ trưởng bộ pháp thuật, Tôi có quyền quyết định là liệu tôi có muốn đem theo người bảo vệ hay không khi tôi đi thẩm vấn một phạm nhân có thể gây nguy hiểm nhưng giọng giáo sư McGonafran ác cả giọng ông Ford. Bà gào lên chỉ vào mặt ông Ford, toàn thân run lẩy bẩy. Ngay cái lúc, cái lúc cái tên đó bước vô phòng, hắn cúi ngay xuống Cruz và và Harry cảm thấy lạnh buốt ruột gan khi giáo sư McGonafran đang tìm cách lựa từ để miêu tả việc gì đã xảy ra. Nó không cần cô McGonafran nói hết câu mới hiểu, nó biết điều mà bọn giám ngục Apkaban ác đã làm. Chúng đặt cái hôn chết chóc của chúng lên Party Brute. Chúng đã hút linh hồn hắn qua miệng hắn. Giờ đây, Brute còn tệ hơn là chết nữa. Ông Fru hâm dọa ầm ĩ. Nói cho cùng thì hắn không phải là một mất mát đáng tiếc. Có lẽ hắn phải chịu trách nhiệm về rất nhiều cái chết. Nhưng giờ đây, hắn không thể nào làm chứng. Ông Cornelius à, cô trầm đó nói, cô trừng trừng mắt nhìn ông Phu, như thể mới lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng con người ông ta. Cô nói tiếp: "Hắn không còn có thể đưa ra bằng chứng vì sao hắn lại giết những người đó." Ông Phu là lối ào ào: "Tại sao hắn giết những người đó ư? Chà, chuyện đó có gì là bí mật đâu, hắn là một tên điên loạn cuồng tín, căn cứ vào những gì mà bà Macronatran và ông Snape đã nói với tôi thì dường như Hắn tưởng là hắn đang làm tất cả những chuyện đó theo lệnh của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Cô trầm trồ nói, "Chính Voldemort đã ra lệnh cho hắn đó, Ông Phù. Cái chết của những người đó chỉ là kết quả phụ của một kế hoạch lớn tái hồi phục quyền lực của Voldemort. Kế hoạch đã thành công, Voldemort đã phục hồi được thân xác hắn." Trong vẻ mặt Ông Phù như thể có ai vừa tống vào mặt ông một cái cơn nạn ít. Sửng sốt và chớp chớp mắt, ông nhìn lại cụ Dumbledore như thể ông không thể nào tin được điều mà ông vừa nghe. ông vẫn trợn tròn mắt nhìn cụ Dumbledore bắt đầu lắp bắp. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hồi sinh à? vô lý hết sức, thôi đi mà cụ Dumbledore. Bà Macnafran và ông Snape chắc là đã nói với ông chúng tôi đã nghe Fruit thú tội do ảnh hưởng của chân dược. Hắn đã kể cho chúng tôi nghe hắn đã được đem lậu ra khỏi nhà Cục Afkaban như thế nào và Voldemort nhờ Petachokes mà biết được hắn còn sống, đã đến giải thoát hắn khỏi sự quản thúc của cha hắn và sử dụng hắn để bắt cóc Harry như thế nào. Tôi nói cho ông biết kế hoạch đó đã thành công, Cruch đã giúp đỡ Voldemort hồi sinh. Harry kinh ngạc nhận thấy một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt của ông Fudge. Ông ta nói Cô Trâm Lơ đó à Cô không thể thiệt thà tin Có chuyện đó như vậy được Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở về ư Thôi mà Thôi đi Crouch có thể tự cho hắn là đã hành động theo lệnh của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Nhưng mà tin vào những lời của một thằng điên như thế Thì cụ Trâm Lơ đó à Cụ Trâm Lơ đó nói giọng đều đều chắc chắn khi Harry chậm vào cái cúp tam pháp thuộc hồi hôm, nó đã bị chuyển thẳng tới chỗ Voldemort. Nó đã chứng kiến sự hồi sinh của chú tể Voldemort. Tôi sẽ giải thích tất cả chuyện đó cho ông nếu ông quá bước qua văn phòng của tôi. Cụ Tullador liếc nhìn ra sau, nhận thấy Harry đã thức giấc, nhưng cụ lắc đầu và nói Tôi e rằng tôi không thể cho phép ông chất vấn Harry vào tối nay được. Nụ cười tò mò của ông Fool ngập ngừng. Ông cũng liếc nhìn Harry, rồi quay lại nói với cụ Tullador. Cụ quyết tin vào những lời của Harry về vụ này sao, cụ tâm đó đó. Mọi người im lặng trong một lát. Chỉ có tiếng gầm gừ của chú chó Sirius vang lên. Chú xù lông sừng cồ lên, nhe răng hầm hè với ông phù Mắt của cụ trong giờ đây sáng quắc lên. Đương nhiên là tôi tin Harry. Tôi đã nghe lời thú tội của Root. Và tôi đã nghe Harry kể lại chuyện gì đã xảy ra sau khi nó chạm vào cái cúp tam pháp thuật. Hai câu chuyện này ráp lại có ý nghĩa chúng giải thích mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi Peter Chokis biến mất hồi mùa hè vừa rồi. Ông Fugo vẫn còn giữ nụ cười kỳ lạ trên gương mặt. Một lần nữa, ông liếc Harry một cái trước khi trả lời. Cụ đã quyết tin rằng chú tể Voldemort đã trở lại và chỉ căn cứ vào lời của một gã sát nhân điên loạn một thằng bé bị... Chà... Ông Fogel lại nhìn Harry một cái nữa Và Harry bỗng nhiên hiểu Nó lặng lẽ nói Ông đã đọc bài báo của bà Rita Kister Phải không ông Fool Ron, Hermione và bà Weasley Anh Bill đều giật mình Không ai trong số họ đã nhận ra rằng Harry đã thức giấc Ông Fool hơi đỏ mặt Nhưng trên mặt vẫn còn nguyên vẻ bướng bệnh thách thức Ông nhìn cụ Trumpador nói Và nếu tôi đọc rồi thì sao nếu tôi đã phát hiện ra rằng lâu nay cụ vẫn giữ kín một sự thật nào đó về thằng bé thì sao? Một đứa nói xà ngữ đúng không? Và đã bay trò hề khắp nơi. Cụ cho lạnh nhạt nói. Tôi hiểu là anh đang nói đến những cơn đau mà Harry đã trải qua với vết thẹo của nó. Ông Phu nói nhanh. Vậy là ông đã nhìn nhận ra rằng nó có những cơn đau đó hả? Nhức đầu à? Ác mộng hả? Có thể ảo giác chăng Cụ Trâm bước một bước tiến tới ông Phuog và một lần nữa ở cụ dường như phát tỏa ra cái sức mạnh mà Harry đã từng thấy ngay sau khi cụ đánh bất tỉnh gã Fruit con. Cụ nói Nghe tôi nói đây ông Phuog Harry tỉnh táo như ông như tôi vết thẹo trên trán nó không ảnh hưởng tới bộ não của nó tôi tin là vết thẹo đó khiến nó đau đớn khi chú tể Voldemort đến gần nó hay khi nó cảm nhận một vụ sát nhân đặc biệt nào đó. Ông phù lùi lại nửa bước để né cô Chomladora, nhưng ông vẫn không kém bướng bỉnh. Hãy tha lỗi cho tôi, cụ cô à, nhưng tôi chưa từng nghe nói đến một vết thẹo do bị nguyên rủa mà lại biến được thành một tiếng chuông báo động bao giờ. Harry thét lên: "Thiệt ma! Cô đã nhìn thấy chúa tể Voldemort hồi sinh!" Nó lại cố gắng ra khỏi giường, nhưng bà Weasley ấn nó nằm xuống, nó la lên. Con đã nhìn thấy bọn tử thần thực tử. Con có thể kể tên họ ra. Ông Lucius Malfoy. Thầy Snape có một cử động như giật mình. Nhưng khi Harry nhìn thấy, mắt của thầy Snape lại hướng trở về ông Fleur. Ông Fleur tỏ ra bị sỉ nhục. Ông nói: trường hợp ông Malfoy đã được làm rõ. Đó là một dòng họ lâu đời, có nhiều đóng góp tài trợ chính nghĩa cao cả. Harry tiếp tục nói. McNair. Cũng đã được làm rõ rồi. Hiện giờ đang làm việc cho bộ pháp thuật. Avi, Nords, Rebel Gold Ông Fugle giận dữ nói. Cháu chỉ lặp lại những cái tên của những người đã ly khai bọn tử thần thực tử cách đây 15 năm rồi. Cháu có thể đã tìm thấy những cái tên đó trong những báo cáo cũ ở các phiên tòa. Cụ Tumbledore ơi, hãy làm ơn làm phước. Cuối năm ngoái, đứa nhỏ này cũng đã nghĩ ra toàn những câu chuyện kỳ dị. Những câu chuyện của đó đang trở nên hoang đường hơn. Vậy mà cụ vẫn nghe lọt tai. Đứa nhỏ này có thể nói xa ngữ, cụ Tumbledore à? Vậy mà cụ vẫn nghĩ là nó đáng tin cậy hay sao? Giáo sư Macnafan la lên. Ông khùng rồi. Đầu tiên là Cedric Dursley, rồi tới ông Groot Những cái chết đó không thể đơn giản là việc làm ngẫu nhiên của một thằng điên được. Ông Phu cũng hét lại Tôi không thấy có bằng chứng nào chống lại chuyện đó cả Bây giờ thì cơn giận của ông Cũng bằng với cơn giận của bà McGonafran Gương mặt ông tím lịm. Tôi có cảm giác như tất cả các người Đều quyết tâm khơi dậy một cơn hoảng loạn Sẽ làm xáo trộn hết mọi thứ Mà chúng tôi đã thiết lập 13 năm nay Harry không thể tin vào điều đó Nó vẫn luôn nghĩ về ông Fugle Như là một con người tử tế Hơi khoa trương hơi ồn ào nhưng bản chất tốt nhưng giờ đây đứng trước mặt nó là một pháp sư lùng đang lên cơn giận dữ khăng khăng không chịu chấp nhận cái viễn cảnh rằng cái thế giới trật tự và thoải mái của ông ta sắp sụp đổ không chịu tin rằng chú thể Voldemort có thể trỗi dậy cụ Dumbledore lặp lại Voldemort đã trở lại ông phù nếu ông thẳng thắn chấp nhận sự thật này và tiến hành những biện pháp cần thiết chúng ta sẽ vẫn còn có thể cứu vãn được tình thế. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là đuổi bọn giám ngục ra khỏi nhà tù Afkaban. Ông Fugo lại hét lên. Vô lý, đuổi bọn giám ngục à? Tôi chỉ cần đưa ra đề nghị đó thôi là sẽ bị đá văng ra khỏi văn phòng ngay. Một nửa trong số chúng tôi chỉ cảm thấy an toàn trên giường ngủ mỗi tối bởi vì chúng tôi biết bọn giám ngục đang đứng canh nhà tù Afkaban. Cô Trâm Đo nói Còn tất cả những người còn lại như chúng tôi Thì không thể nào ngủ yên trên giường ông Fugo à Khi biết là ông đã giao bọn thuộc hạ đắc lực nhất Của chú tể Voldemort cho một lũ quái vật sẵn sàng hùa theo hắn Ngay khi hắn kêu gọi chúng Chúng sẽ không giữ lòng trung thành với ông đâu ông Fugo à Chú tể Voldemort có thể hứa hẹn với chúng nhiều cơ hội về quyền lực hơn và lạc thủ hơn so với điều mà ông có thể cho chúng. Nếu bọn giám ngục về phe chủ tể Voldemort và những thuộc hạ cũ quay trở về với hắn, ông sẽ khó lòng ngăn chặn hắn giành lại loại quyền lực mà hắn đã có được cách đây 13 năm. Ông phù há hồng ra rồi ngậm miệng lại, như thể không còn lời nào diễn tả được cơn giận của ông. Cô Trâm Đa Đo tiếp tục nhấn mạnh. Bước thứ hai ông phải làm là ngay tức thì, là phải sứ giả đến gặp những người khổng lồ. Ông Ford Hét lên the thé Dường như mới hoàn hồn Phải sư giả tới gặp bọn người khổng lồ Ư ừ, cái trò điên khùng gì đây Cô Trâm đo, đo nói Hãy dơ ra cho họ một bàn tay hữu nghị Ngay bây giờ Trước khi quá trễ Nếu không chú tể Voldemort sẽ thuyết phục được họ Rằng hắn là pháp sư duy nhất Có thể đem lại cho họ quyền lực Và tự do như hắn đã làm trước đây Ông Full há hốc miệng ra Lúc lắc cái đầu và lùi tránh xa cụ Đo Cụ... Cụ không thể nào làm căng thẳng như vậy. Nếu cộng đồng pháp thuật nghe phong thanh rằng tôi đã tiếp cận bọn người khổng lồ, thì chắc là tôi đã mất chức luôn. Cụ Trâm Đa Đo ơi, dân chúng ghét họ lắm. Giờ đây dòng cụ Trâm Đa Đo đã cất cao lên. Phần hào quang quyền lực quanh cụ trở nên rõ rệt. Ánh mắt của cụ lại quắc sáng một lần nữa. Ông đuôi rồi ông phu rồi à, Lòng tham cố quyền cố vị đã khiến ông đuôi mù. Lâu nay ông luôn luôn quá coi trọng cái mà ông gọi là huyết thống thuần chủng. Ông đã không nhận ra rằng lý lịch của người ta không thành vấn đề mà chính nỗ lực phấn đấu của con người mới là quan trọng. Bọn giám ngục vừa mới hủy diệt thành viên còn lại cuối cùng của một gia đình thuần chủng và cổ xưa nhất như bất cứ gia đình thuần chủng nào khác. Và hãy nghĩ xem gã Bruce con đã chọn cho mình một cuộc đời như thế nào. Bây giờ tôi nói với ông rằng Hãy thực hiện ngay những biện pháp mà tôi đề nghị và ông sẽ được nhớ đến như là một trong những bộ trưởng pháp thuộc dũng cảm nhất và vĩ đại nhất mà chúng tôi từng biết đến. Và cho dù ông còn giữ được chức đó hay không, còn nếu ông không chịu hành động thì lịch sử sẽ ghi nhận ông như là kẻ đã nhảy lên trên lề né tránh và để cho Chúa tể Voldemort có được cơ hội thứ hai để hủy diệt thế giới mà chúng ta đã cố gắng xây dựng lại. Ông Full vẫn lùi lại thì thào Loạn trí, điên rồ Và mọi người lại im lặng Bà Bumfrey đứng lặng về phía chân giường của Harry Hai bàn tay bận miệng Bà Weasley vẫn còn đứng chồm trên người Harry Tay bà đặt trên vai của nó Để giữ không cho nó nhổm dậy Pew, Ron và Hermione đều trố mắt nhìn ông Fool Cụ Tom nói nếu ông vẫn cứ quyết tâm tiếp tục nhắm mắt làm ngơ như vậy, ông Fugo, thì chúng ta đành rẽ mỗi người mỗi ngã. Ông cứ hành động theo cách nào ông thấy thích hợp. Và tôi, tôi sẽ hành động theo cách của tôi. Giọng của cụ Tumtador không hàm chứa ẩn ý đe dọa gì. Nó chỉ vang lên như một lời tuyên bố. Nhưng ông Fugo nổi quạo wow, trong tư thế sẵn sàng muốn đánh nhau. Như thế cụ Tumtador đang cầm đũa phép sấn vào ông không bằng ông vung vẫy ngón tay ra phía trước đe dọa nè nè cụ Đâm cụ coi chừng hồi nào giờ tôi luôn luôn để cụ tự tung tự tác tôi đã rất kính trọng cụ lẽ ra tôi có thể không đồng ý với nhiều quyết định của cụ nhưng tôi vẫn làm thinh không có mấy người chịu để cho cụ sử dụng người sói hay lưu dụng gã harris hay tự quyết định nội dung dạy học trò mà không cần tham khảo ý kiến bộ pháp thuật đâu nhưng nếu cụ có ý chống lại tôi Cụ Trâm nói Kẻ duy nhất mà tôi có ý định chống lại là chú tệ Voldemort Nếu ông cũng chống lại hắn Thì ông phu à Chúng ta vẫn còn còn chung một phe Dường như ông phu không thể nghĩ ra được câu trả lời Ông chồm tới ngã lui trên đôi chân nhỏ của mình trong một lát Hai tay xoay xoay cái nón hình trái dưa Cuối cùng ông nói với giọng cầu khẩn Hắn không thể trở lại đâu của Tumbledore Đơn giản là hắn không thể Thầy Snape sải bước tới trước đi ngang cổ Tom vừa đi vừa săn tay áo trái lên. Thầy giơ cánh tay ra và chỉ cho ông Fuller khiến ông ta co rúm lại. Thầy Snape nói giọng cay nghiệt. Đó, đó là dấu hiệu hắc ám. Nó không còn rõ như cách đây một giờ nữa. Lúc đó nó bầm đen lên nhưng ông vẫn còn có thể nhìn thấy nó. Mọi tử thần thực tử đều mang dấu hiệu cho chú tể hắc ám ấn vào. Đó là một cách để phân biệt người này với người kia và cũng là cách thức chúa tể Voldemort triệu tập chúng tôi. Khi hắn chạm vào dấu hiệu của bất cứ tử thần thực tử nào, chúng tôi phải độn thổ hoặc thăng thiên đến ngay bên cạnh hắn. Suốt cả năm nay, dấu hiệu này càng lúc càng rõ hơn. Dấu hiệu của ông Karkarfrop cũng vậy. Ông có biết tại sao tối nay Karkarfrop chạy trốn không? Cả hai chúng tôi đều cảm thấy dấu hiệu hắc ám rác bỏng. Cả hai chúng tôi đều biết hắn đã trở lại Ông Kakafrop sợ chú tội hắc ám trả thù. Ông ta đã phản bội quá nhiều đồng bọn tử thần thực tử, nên ông ta không chắc là sẽ được bọn chúng chào đón trở lại. Ông Full đã lùi lại tránh thầy Snape. Ông lắc đầu lia lịa, dường như ông không thể tin một lời nào mà thầy Snape vừa nói. Ông ngó trừng trừng cái dấu hiệu xấu xí trên cánh tay thầy Snape với vẻ ghê tởm rõ rệt rồi ngước nhìn cụ Tumbledore thì thào. Tôi không biết cụ và thầy trò trường cụ đang chơi trò gì, cụ trong la đoa. Nhưng tôi thấy nhiêu đây là đủ rồi. Tôi không còn lời nào để nói thêm nữa. Tôi sẽ liên hệ với cụ vào ngày mai, cụ trong la đoa. Để thảo luận về việc điều hành ngôi trường này, tôi phải trở về bộ pháp thuật đây. Ông đã đi gần tới cửa, rồi thì dừng bước lại. Ông quay lại, sải bước băng qua phòng bệnh, dừng lại bên giường của Harry Ông lấy trong túi áo của ông một bao vàng bự thảy lên cái bàn bên cạnh giường Harry và nói ngắn gọn. Tiền thưởng của trò đây, một ngàn đồng galleon. Lẽ ra phải có một buổi lễ trao giải thưởng, nhưng trong hoàn cảnh này... Ông chụp cái nón trái dưa lên đầu mình và đi ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa sau lưng lại. Khi ông đã đi khuất rồi, cụ Tumdator quay lại nhìn nhóm người đang đứng quanh giường Harry. Cụ nói... Có một việc phải làm, bà Muli à. Liệu tôi có suy nghĩ đúng không nếu tôi quyết định trông cậy vào bà và ông Arthur? Bà Weasley nhợt nhạt đến trắng bệt cả môi nhưng tỏ vẻ cương quyết. Bà nói, dĩ nhiên là cụ đúng, chúng tôi biết ông Fugle quá mà. Anh Arthur sở dĩ còn chịu ở lại bộ pháp thuật mấy năm nay chẳng qua là vì anh quan tâm đến dân Mugle thôi. Ông Fugle cứ cho là anh ấy thiếu lòng tự hào pháp sư đúng đắn cụ Tumbledore nói. Vậy thì chúng ta cần nhắn tin ngay cho ông Arthur. Tất cả những ai mà chúng ta có thể thuyết phục họ nhận thức được sự thật phải được thông báo ngay tức khắc và ông Arthur ở vị trí thuận lợi để tiếp xúc với những người ở bộ pháp thuật, những người không đến nỗi thiển cận như ông Ford. Anh Bill đứng dậy, nói Con sẽ đi gặp ba, con đi ngay bây giờ đây ạ. À? Cụ Tumbledore nói Hay lắm, con hãy kể cho ba con biết chuyện gì đã xảy ra. Nói với ba con là thầy sẽ sớm liên hệ trực tiếp với ba con. Tuy nhiên, ông ấy cũng cần phải kính đáo, nếu ông phù tưởng là chúng ta đang can thiệp vào bộ pháp thuật." Anh Bill nói. "Thầy cứ giao việc đó cho con ạ." À. Anh Bill vỗ lên vai Harry, hôn lên má của bà Weasley, mặc áo khoác vào và sải bước nhanh ra khỏi phòng. Cụ Trembloe quay lại, nói với giáo sư McGonagall bà Nivera. Tôi muốn gặp ông Harris trong văn phòng của tôi càng sớm càng tốt và tôi cũng muốn mời nếu bà ấy vui lòng đến mời cả bà Maxim nữa. Giáo sư McGonagall gật đầu và đi ra, không nói thêm một lời nào. Cụ Trâm nói với bà Pomfrey. Bà Bobby, bà vui lòng đi xuống văn phòng của giáo sư Moody Tôi nghĩ ở đó bà sẽ tìm thấy một con gia tinh tên là Winky đang ở trong trạng thái hơi bị trầm uất. Bà hãy làm cái gì mà bà có thể làm cho chị ta, rồi đem chị ta xuống nhà bếp. Tôi tin là Dobby sẽ chăm sóc chị ta tốt hơn chúng ta. Bà Bumfrey tỏ ra sửng sốt, nhưng bà nói, được, được thôi. Rồi bà Bumfrey rời khỏi phòng. Cụ rơ rơ kiểm tra coi cửa nẻo đã đóng chặt lại chưa, và chờ cho tiếng bước chân của bà Bumfrey đã xa dần, rồi cụ mới nói tiếp. Còn bây giờ là lúc để cho hai người trong đám chúng ta nhận ra nhau. Anh Sirius, xin anh vui lòng trở lại hình dạng bình thường. Con chó đen khổng lồ ngước nhìn cụ Tramdoro, rồi trong nháy mắt rùng mình biến thành một người đàn ông. Bà Weasley thét lên và nhảy lùi lại khỏi giường. Bà chỉ vào chú Sirius, thét lên the thế. Sirius Flake. Ron kêu lên, má đừng la, không sao đâu, Thầy Snape không thét lên cũng không nhảy lùi lại, nhưng ngó mặt thầy là đủ thấy một cơn giận đang pha trộn nổi kinh hoàng. Thầy Snape nhìn trừng trừng chú Sirius gầm gừ. Hắn, hắn làm gì ở đây chứ? Chú Sirius cũng biểu lộ một vẻ không ưa tương tự đối với thầy Snape. Cụ Dumbledore nhìn cả hai người nói: Anh Sirius đến đây là do tôi mời, cũng như anh vậy, anh Snape ạ. À. Tôi tin tưởng cả hai anh đã đến lúc các anh dẹp qua một bên những khác biệt trước đây để mà tin cậy lẫn nhau. Harry nghĩ cụ Dumbledore đang đòi hỏi một điều gì gần như phép màu. Chú Sirius và thầy Snape nhìn nhau thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhau. Cụ Dumbledore nói tiếp với một giọng nói tỏ ra thiếu nhẫn nại: "Tôi sẽ giải quyết trong một thời gian ngắn tạm gác đi hận thù công khai. Hai anh hãy bắt tay nhau. Bây giờ hai anh đang cùng một phe. Thời gian thì ít." mà nếu như vài người trong chúng ta những người biết sự thật lại không chịu đoàn kết với nhau thì chúng ta chẳng có hy vọng gì cả. Chú Sirius và thầy Snape tiến về phía nhau một cách chậm rãi, vẫn trừng trừng mắt nhìn nhau như thể người này chẳng còn mong gì hơn là quỷ vật người kia đi. Và họ bắt tay nhau, rồi họ buông tay nhau ra, thiệt là nhanh. Cụ Dumbledore một lần nữa lại bước tới đứng giữa hai người. Vậy là có thể tiếp tục hợp tác với nhau bây giờ tôi có công tác giao cho cả hai người đây thái độ của ông fool mặc dù không phải bất ngờ cũng đã làm thay đổi mọi thứ sirius tôi cần anh lên đường ngay tức thì anh phải đi báo động cho các phù thủy remus lupin albert fick mudinbush fletcher đám người cũ ấy hãy ẩn tích ở chỗ ông lupin một thời gian tôi sẽ liên hệ với anh ở chỗ đó harry nói nhưng nó muốn chú sirius ở lại nó không muốn lại phải chia tay với chú Sirius gấp gáp như vậy. Chú Sirius quay về phía Harry vỗ về. Con sẽ sớm gặp lại chú mà, chú hứa với con. Nhưng con cũng hiểu mà, chú phải làm những gì chú có thể làm đúng không? Harry nói. Dạ, con hiểu, dĩ nhiên con hiểu ạ. À. Chú Sirius nắm chặt tay nó trong một lát ngắn ngủi, gật đầu với cô Tremaine lại biến thành ra một con chó đen khổng lồ chạy băng qua căn phòng tới cửa tự dùng chân vuốt trước mà mở nắm đấm cửa rồi biến mất cụ trâm đơ quay lại thầy snap anh severus anh biết công việc mà tôi phải giao cho anh nếu anh đã sẵn sàng nếu anh đã chuẩn bị thầy snap nói tôi đã sẵn sàng chuẩn bị đây trong thầy hơi nhợt nhạt hơn bình thường nhưng đôi mắt đen lạnh lùng của thầy lấp lánh một cách kỳ lạ cụ trâm đơ nói Vậy thì chúc anh may mắn. Cụ Thunderbolt nhìn theo với một thoáng e ngại trên nét mặt khi Thầy Snap bước đi nhanh không nói một lời. Nhiều phút trôi qua lặng lẽ trước khi cụ Thunderbolt lại nói tiếp. Tôi phải đi xuống lầu, tôi phải gặp gia đình Discovery. Harry à, nhớ uống cho hết thuốc nha con. Tôi sẽ gặp lại mọi người sau. Khi cụ Thunderbolt đi khuất rồi, Harry ngã vật xuống cái gối. Harmony Ron và bà Weasley vẫn đang đứng nhìn nó. Bây giờ mọi người mới lên tiếng sau khi im lặng đến nãy giờ. Bà Weasley sốt ruột nói: "Harry à, con phải uống cho hết thuốc đi con." Khi bà đưa tay lấy chai thuốc và cái ly, tay bà đụng vô cái bao vàng đặt trên bàn cạnh giường ngủ của Harry. Bà Weasley nói: "Con sẽ ngủ một giấc dài say xưa, con hãy cố nghĩ đến chuyện khác một lát." Thử nghĩ xem con sẽ mua gì với số tiền thưởng của con chẳng hạn. Harry nói giọng không một chút biểu cảm. Con không cần số vàng đó bắt giữ giùm con hay ai đó lấy đi giùm con cũng được. Lẽ ra con không thắng được lẽ ra phần thưởng đó là phải thuộc về anh Cái điều mà nó cứ phải phấn đấu nhiều lần kể từ khi nó rời khỏi mê lộ cho đến giờ đang cứ cơ đánh bại nó. Nó có thể cảm thấy một cơn đau nhức rác bỏng ở khóe mắt nó chớp mắt nhìn lên trần nhà Bà Weasley thì thầm Đâu phải lỗi của con đâu Harry Harry nói Chính con biểu ảnh cùng cầm chiếc cúp với con Bây giờ cảm giác rác bỗng lan tới cổ họng nó Nó vẫn mong cho Ron nhìn đi chỗ khác Bà Weasley đặt cái chai thuốc xuống cái kệ bên giường ngủ Cúi xuống vòng tay ôm Harry Nó không nhớ là trong đời nó từng được ai ôm ấp như mẹ ôm ấp như vậy bao giờ chưa toàn bộ sức nặng của mọi thứ mà nó đã nhìn thấy đêm đó dường như đổ ập xuống khi bà Weasley ôm nó vào lòng. Gương mặt của mẹ nó, giọng nói của cha nó, hình ảnh của Sirius nằm chết trên mặt đất. Tất cả bắt đầu quay tiết trong đầu nó cho đến khi nó không thể nào chịu đựng được nữa. Cho đến khi mặt nó co rúm lại để cố nén một tiếng rú đau thương đòi bật ra khỏi người nó. Có tiếng đóng mở cửa ồn ào, bà Weasley bèn buông Harry ra Harmony đang đứng cạnh cửa sổ Cô bé đang nắm chặt trong tay một cái gì đó Cô bé nói nhỏ Xin lỗi Bà Weasley đưa mu bàn tay chùi nước mắt nói nhanh Uống thuốc đi Harry Harry uống một hơi hết cạn thuốc Hiệu quả của chất thuốc ngủ không chiêm bao đã xảy ra tức thì Cơn buồn ngủ nặng nề không thể kháng cự lại phủ chụp xuống mắt Harry Nó vùi đầu vào gối và không nghĩ ngợi gì nữa